Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel của mình nha. Thì ở video này mình sẽ review và chia sẻ và cũng như là hướng dẫn cho anh em chơi cái tựa game mới, một tựa game rất là hay, đó là Joker of Europe 3. Thì đây phải nói là một cái game cũng rất là hay và đồ họa rất là đẹp. Nó chỉ mới ra mắt được một vài ngày thôi anh em. Thì đây là cái chiếc xe mà duy nhất trong tựa game này. Đầu tiên thì đây là cái bản beta thôi, cho nên chúng ta sẽ làm quen từ từ và sẽ có những chiếc xe hay ho hơn nhiều. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc xe nha. Đầu xe thì nó sẽ để cho cái logo Moon như thế này, và đây là cái xe hiện tại đang rất là dơ, nó rất là dơ nha, nó dơ là dạng như nó đang đi vào thời tiết sình lầy rồi các kiểu. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái công năng của xe. Đầu tiên thì xe nó có cái hình camera này, anh em có thể thấy nhấp vào hình camera ở dưới này thì nó sẽ cho mình ở hai góc quay duy nhất thôi, góc quay trong cabin và góc quay ở ngoài. Ở cái quay ngoài thì cái quay tự do luôn, mình có thể bao quay 360 độ luôn, rất là tuyệt vời luôn. Rồi đèn đó, đèn các kiểu. Thì xe này khi mà đề lên thì anh em nhấp vào dấu ba chấm phía trên góc phải màn hình này, nhấp vào thì nó sẽ có cái hình chìa khóa start top, mình nhấp vào đó và mình nhấp vào đó một cái, rồi mình nhấp vào cái dấu dấu thang đỏ phía dưới này, gọi dần chỗ đèn sáng này, nhấp vào đó thì xe nó sẽ đề lên và chúng ta sẽ chạy nha. Đó. Thì xe có chế độ là chế độ tới D và chữ R, sau là lui, mình sẽ lui này. Đó. Rồi chữ N là chữ dừng lại, xe số 0 đó. Rồi cần gạt nước, chúng ta thấy. Và trên cái đầu xe đây là xe Moon nè. Đó, cái nói chung là xe này nhìn nó cũng khá là gọn gàng luôn. Thì đây là chiếc xe mà mình chọn là nó là 4x6 nha. Để mình vào mình review cho anh em, lát mình vào review cho anh em xem nha. Thì xe này nó có hai cơ chế số, đó là số D là tới nè, nãy mình đã nói rồi đó. Rồi để tới đi. Rồi cái điều đặc biệt nữa, đặt ở đây. Rồi có đèn xi nhan trái phải này, cái này cũng khá là dễ rồi, còi nè, đó còi rồi. Thì cái vô lăng này nó rất là dễ lái luôn, đó. Mình ôm cua rất là nhạy luôn. Thì trên góc trái màn hình nó có cái radar, nếu mà ở chế độ mà góc quay 360 này thì anh em sẽ thấy là cái radar đó. Còn nếu mà vào trong này thì anh em sẽ thấy là cái radar lên màn hình đó, ngắn gọn xuống tích. Rồi điều đặc biệt nữa là cái xe này á, anh em có thể nhìn chéo lên phía sau luôn này đó, nhìn ngoáy lên phía sau luôn. Đây là phải nói là cái game mà nó cho mình cái góc nhìn tự do nhất luôn, các game khác mình không được thể nhìn được như này đâu. Và là một điều gọi là nổi trội của tựa game này đó. Mình quay qua bên đây luôn, quay qua thẳng bên đây luôn, nhìn hết cái giường phía sau luôn, nên thấy không? Rồi xe thì đầu xe nó không có gì nổi bật để mình review hết, khá đơn giản trần xe đồ. Và ở phía trong này nó có, mình có thể cho đèn cái cabin nó sáng lên đó, thì anh em chọn cái phần inline này, cái vô lăng mà có hình cái đèn đó đó thì nó sáng hơn, mọi người thấy không? Sáng đó, nó sáng hơn đó. Mình khi mình đi xe thì mình nên bật cho nó sáng lên. Wow, cái ghế cái xe này rách luôn, nên thấy không, vải trưởng luôn, cái xe này rách luôn, xe nhìn mới nhưng mà đó. Rồi và điều đặc biệt nữa mà mình muốn review ở đây, cái xe cái này nó ở có một cái phần vô lăng này là mình chưa có chỉnh này. Thì vô lăng hiện tại nó chưa có trả về nha, mình sẽ chỉnh cho nó sau. Thì vô lăng này nó chưa có tự trả, thì để mà cài đặt đó thì mình sẽ vào cài đặt sau. Còn bây giờ mình sẽ review cho anh em xem là điều đặc biệt của cái game này, đó là khi mà mình ra bên ngoài. Đây là cái game mà nó cho mình chỉnh cái thời tiết theo cái ý thích của mình luôn. Thì để chỉnh thời tiết thì anh em bấm tên cái chữ WTHR này, nó viết cho tắt cho cái chữ weather đó, là thời tiết đó. Mình sẽ nhấp vào nha. Thì nó sẽ xuất hiện bốn cái thanh mình quẹt ngang qua, thì cái thanh đầu tiên trên cùng là đó là thanh ban ngày ban đêm đó, em thấy không? Nó di chuyển giống như là thời tiết vậy đó. Ban ngày chứ, thời gian, đó là thời gian nha. Còn cái thanh phía dưới là cái thanh mà nó sẽ chỉnh cái độ gọi là tương phản, độ tương phản của cái chất lượng đồ họa. Đó, thì anh em muốn sáng sáng thì được rỡ thì cho nó được rỡ, còn mình ở mức này thôi. Và cái thanh phía thứ ba ở trên này là thanh thời tiết nha. Đó, khi mà để cái này nó cái dạng này thì nó hợp lý hơn đúng không? Thì giờ nó kiểu hình này là mưa đó, còn đây trời nắng. Rồi
mình chờ trời trời nắng đi, trời nắng đi nha. Và dưới này là thanh thứ tư, là thanh thời tiết sương mù này. Đó, anh em nhìn thấy sương mù các kiểu, nhìn không có rõ gì hết trơn luôn. Và nếu mà thời tiết sương mù mà gặp mưa nữa như nào ta? À, nếu mưa thì không có sương mù. Ok. Rồi sương mù này. Đó, sương mù các kiểu. Đặc biệt là hai cái thanh này nó luôn nghịch nhau. Khi mà bật cái này thì cái kia nó bật lại. Đó, nhưng mà nó cũng khá là ok nha. Rồi. Đó là cái đặc biệt của cái tựa game này, nó cho mình chỉnh sửa cái thời tiết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái thanh hai gạch này. Thanh hai gạch này thì nó có cái phần, đây là cái phần mà mình sẽ chọn những chiến hàng của mình. Thì ở bên trái thì anh em thấy nó có để là get a job, thì chúng ta chấp vào đó, chúng ta sẽ có một cái danh sách những chiến hàng của mình ta đi. Rồi bây giờ hiện tại thì mình sẽ chú ý bên phần bên phải này, đó là phần bánh xe. Thì bánh xe hiện tại chưa có nâng cấp gì lắm. Thứ hai nữa là tên tài xế, thì hiện tại tài xế ở UBD level 1 thôi, công ty có cấp độ là 100.000 tiền thôi đó. Không, chưa có tài xế nào hết trơn. Chót một gara này. Rồi ở đây là cái đầu xe này, thì hiện tại mình đang sử dụng cái đầu xe đó là 6x2. Đây 6x2 thì nó dài hơn nha. Còn 4x2 này có nghĩa là 6 cầu gì á. Còn đó, này thì có hai bánh sâu thôi, có 4 bánh thôi anh em thấy không, hai bánh nhân à, thì nó rất là ngắn luôn. Mình chơi này cho nó dài, để cái xe này thì nó nhìn không ngầu bằng cái xe sau đó. Phía sau thì mình nhìn nó ngầu hơn. Rồi phía trên đây thì nó có những cái phần cabin đồ đó kia, tất cả này kia, nhưng mà những cái phần này thì mình đó, anh em thấy nó khác biệt chưa, hơi khác đúng không? Nó có thêm cái phần này nữa thì mình sẽ confirm luôn. Extract này, rồi color skin này. Thì trong cái phần color skin thì hiện tại skin nó như này, còn nếu mà có skin khác thì mình sẽ add vào, thì mình nghĩ trong cái thời gian tới nó sẽ mở sau, hiện tại nó chưa có chức năng này nha. Thì sau này nó sẽ mở chức năng đó, thì anh em chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Còn hiện tại thì mình sử dụng cái skin 1.000 euro này. Còn anh em muốn cái xe màu trắng thì anh em reset lại thì nó thành màu trắng nha. Hoặc là này, đó. Hoặc là xe màu xanh, màu đỏ, màu vàng để mình reset coi. Mình chọn này, màu xanh này. Khi mà anh em confirm thì nó sẽ biến màu nha. Confirm đi. 13.000. Thì là cái xe. Rồi mình start này. Đó. Nói chung là nó chưa cho mình thay đổi cái skin, cho nên là mình cứ chọn skin của nó đi. Rồi ở cái phần này mình quay lại, ở phần này nó có cái công ty này, hiện tại trụ sở công ty thì nó có đơn giản thôi, nó chưa có gì nổi bật hết, người thì chưa luôn. Trụ sở, rồi container, nói chung đầu kéo này đó. À, chọn đầu kéo thì ở đây nó có nhiều cái chưa chat đó, thì hiện tại mình chỉ có một chiếc xe đó thôi anh em, ở một chiếc xe này thôi. Và bây giờ mình sẽ quay ra, mình chọn một cái danh sách nha. Ở đây thì nó có một cái danh sách việc này, mình sẽ nhấp vào get job. Thì đây hiện tại nó chỉ có 4 cái container thôi anh em. Container đầu tiên thì màu xanh này, xanh lá cây, xanh dương, và thứ ba là nó chở ba cái xe gọi là xe ủi nhỏ đó. Thứ tư nữa là nó chỉ có một chiếc xe chở thêm cái xe máy cạp này. Đó, ok, thấy đẹp không? Rất đẹp luôn. Thì mình sẽ sử dụng, mình chở chiếc xe này đi cho nó ngầu đi. Đó, chiếc xe này đi, màu rất đẹp luôn. Và mình get job nó, thì khi get job thì nó sẽ thông báo là những cái này này. Rồi nói chung là mình sẽ quay ra, thì cái chuyến hàng của ta nằm phía dưới cho anh em thấy không. Lát nữa mình sẽ gắn xe vào, đặc biệt đúng không, gắn xe vào thì đó, xe chúng ta như vậy đó, rất là đơn giản luôn mà đẹp cực kỳ luôn. Và mình coi có gì đặc biệt nữa, mình review cho anh em xem. Còn ở phần cài đặt này, phần cài đặt này thì anh em vào phần setting, ở cái phần vô lăng á, gameplay camera, yes, or confirm, okay, traffic engine,
Thì ở đây nó có cái phần trailer, locate, website. Website hả? Website, room back gì đây? Mình chưa có rành gì lắm. Thì anh em nào biết thì anh em comment nha, hướng dẫn thêm nha. Rồi, ở đây tiếng Anh thì nó cũng dễ thôi. Cái phần âm thanh này, âm thanh thì nhạc thì mình giảm xuống maximum, rồi còn mấy âm thanh kia thì cho full full up luôn. Rồi phần graphic control, control thì mình để control đó, để mình quay xem nó có cái gì đặc biệt không nha. Stereo nhập breakpoint, grab grab mail gì đây, lum la đây. Mình chưa có hiểu hết những cái này, anh em nào biết thì anh em comment giúp mình nha. Nó có những cái phím, press button gì đây, start. Nói chung máy này thì từ từ mình nghiên cứu sau đi anh em, thì đầu tiên thì nó chỉ như vậy thôi đó. Ok, thì đây là gọi là cái để mình chạy tới cho anh em xem nha. Thì đây là cái video đầu tiên thì mình cũng muốn review và gọi là chia sẻ cho anh em như vậy đó. Mình vào số tới chưa ta, để xe. Ok đó, thì xe chúng ta nó sẽ di chuyển như thế này. Thì nói chung là hy vọng rằng qua cái video này thì anh em sẽ ít nhiều được biết về cái gì game này rất là hay luôn. Và ở video sau thì mình sẽ review một cái điều hay hơn nữa mà phải nói là rất tuyệt vời liên quan đến cái xe hiện tại chúng ta. Thì anh em nhớ comment về cái ý kiến của anh em về tựa game này nha. Anh em đã chơi rồi thì hãy comment dưới video nhận xét về những cái hay ho của anh em về cái game này. Và đặc biệt nữa là ở video sau thì mình sẽ review cho anh em một cái điều hay ho nữa về cái tựa game này, và mình sẽ thực hiện chuyến hàng luôn. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video này, và mọi người nhớ xem video tiếp theo nha. Ok, bye bye mọi người.